Ok mình ơi, hôm nay mình kiểm tra nha, nên là mình đợi bạn Ngọc vào là xong rồi mình sẽ kiểm tra ha.
Cô ơi, bạn Ngọc vô đi cô. Ok, vậy giờ mình bắt đầu kiểm tra ha, nhưng mà cô sẽ ôn lại trước một chút, xong rồi cô sẽ cho hai bạn kiểm tra. Ok. Rồi hai đứa bật cam lên đi. Hạ thấy màn hình của cô không? Ok, bây giờ cô sẽ ôn lại nha. Hôm nay thì mình sẽ kiểm tra về bài so sánh hơn và so sánh nhất. Rất là dễ rồi, cô dạy mấy tuần nay rồi. Ok. Rồi, cô sẽ nhắc lại là về phần cách làm sao để phân biệt được so sánh hơn so sánh nhất. Bây giờ ai nhắc lại cho cô được là so sánh hơn với so sánh nhất là như thế nào? Thế nào là so sánh hơn, thế nào là so sánh nhất? Nào, ai nhớ nào? Nào, Quỳnh với Ngọc nói cho cô xem nào, thế nào là so sánh hơn, thế nào là so sánh nhất nào. Nhanh để mình có bắt đầu kiểm tra. À, so sánh hơn à, có đem mở so sánh hơn đúng không con, là mình thêm chữ Không, thế nào là so sánh hơn? Thế nào là so sánh hơn mà cô đâu hỏi là ấy đâu, thế nào là so sánh hơn mà. sánh hơn là so sánh với một thứ gì đó. So sánh So hơn sánh là với một thứ gì đó hả? Rồi Ngọc nhắc cho cô so sánh hơn là gì Ngọc? sánh hơn là có hai sự vật. Đúng rồi. So sánh hơn là so sánh giữa hai sự vật hoặc nhiều sự vật, nói chung là hai sự vật trở lên. Quỳnh nhớ không Quỳnh? Quỳnh nhớ chưa Quỳnh? Nhớ con. Rồi, thế so sánh nhất là gì? So sánh nhất là gì nhỉ? Nhất là so sánh chỉ có một sự vật thôi ạ. Ừ, đúng rồi, so sánh nhất là chỉ có một sự vật duy nhất thôi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ nhắc lại cái phần ngữ pháp này. Hai bạn còn nhớ âm tiết là gì không? Con có ạ. Ừ, Quỳnh còn nhớ âm tiết là gì không Quỳnh? Nào Quỳnh trả lời cô, Quỳnh nhớ âm tiết là gì không Quỳnh? Quỳnh ơi. Nhớ. Con trả lời nhanh cho cô nha Quỳnh, con mất tập trung quá nha. Rồi. Thế bây giờ apple có bao nhiêu âm tiết? Quỳnh trả lời cho cô thử xem nào. Hai âm tiết cô. Ừ, đúng rồi, apple có hai âm tiết. Thế table có bao nhiêu âm tiết hả Ngọc ơi? Dạ, thưa cô là có hai âm tiết ạ. Ừ, hai âm tiết đúng rồi. Rồi, thế bây giờ trong ví dụ như từ 1 đến 2 âm tiết so sánh hơn thì làm sao nhỉ? Thì cái từ đấy mình sẽ thêm thêm gì đây hai đứa? Đúng rồi, thêm er, chuẩn rồi. Nếu như từ đấy có 1 hoặc 2 âm tiết thì đằng sau từ đấy sẽ thêm er. Ví dụ như chữ slow sẽ thành slower. Được chưa nào? Đấy là so sánh hơn nhá. Còn bây giờ so sánh nhất thì sao? Thì sẽ thêm gì ta? Với cả EST. Đúng rồi, thêm the ở phía trước cái từ đấy và đằng đuôi sẽ thêm est đúng không nào? Ok. Thế còn ví dụ như từ 3 âm tiết trở lên thì sao?
thêm most, thêm most hoặc là the most. Rồi đọc lại câu từ này, từ này có phải là most không Quỳnh? Không. Ừ đúng rồi, Ngọc đọc đúng rồi kìa, mo. Đấy. Rồi, nếu như từ 3 âm tiết trở lên thì cái từ đấy nó sẽ giữ nguyên. Nếu ở so sánh hơn nha, từ đấy sẽ giữ nguyên và thêm more. Được chưa nào? More nha, không phải là most nha Quỳnh. Thêm more. Còn nếu như ở so sánh nhất thì sao nhỉ? Thì từ đấy vẫn giữ nguyên đúng không? Nhưng mà đằng à, trước sẽ thêm gì đây? Thêm the most. Đúng rồi, thêm the most. Rồi, thế còn giờ, ví dụ như một từ mà kết thúc bằng y dài thì mình sẽ như thế nào? Đổi mình sẽ làm như thế nào? Đổi thành y ngắn. Ừ, đổi thành y ngắn rồi sao nữa? Rồi thêm... Rồi mình thêm đờ. Mình thêm đờ á? Dạ không cô. Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời cô nha Quỳnh. Con... Sao nhỏ thêm mình sẽ mod. Đổi y ngắn à, y dài thành y ngắn và thêm er này hai đứa này cô viết sẵn ở đây này, thêm er này đúng không? À rồi hiểu chưa nào, hai đứa đã nhớ chưa, có chỗ nào cần cần hỏi cô không? Bây giờ mình kiểm tra đấy nha. À. Từ từ cô. Rồi Quỳnh còn gì hỏi không? Rồi không cơ, rồi con thử rồi cơ. Ok. Vậy bây giờ hai bạn lấy giấy bút ra. Xong rồi làm cho cô. Bây giờ cô sẽ để đây, để mặt thứ nhất là cái này. Bây giờ hai bạn điền cho cô nào. Đây là một loạt những cái tính từ và bên này sẽ chia về phần so sánh hơn và so sánh nhất. Ok. Rồi bây giờ hai bạn cứ làm đi, xong thì bảo cô sẽ chuyển tiếp đến bài tiếp theo được chưa nào? Rồi hai bạn bắt đầu làm ha. Thôi mình làm mấy câu cô. Con cứ làm tất cả những gì xuất hiện trên màn hình cô đang để này. Con hiểu không Quỳnh? Rồi, bây giờ hai bạn làm nha. Khi nào mà xong đến câu số 7 thì nói cho cô, để cô đổi sang câu khác được chưa nào? Viết ra giấy nha, tí nữa có gì sẽ chụp lại cho cô nha. Hai bạn nghe rõ cô nói không nhỉ? Dạ vâng. Ừ, viết hẳn ra giấy cho cô nha.
Khi nào hai bạn làm xong thì cứ nói cô nha.
Em có quên xong rồi ạ. Ok. Quỳnh ơi, con xong chưa Quỳnh? Ừ, Quỳnh xong chưa nhỉ? Chưa cô. Quỳnh còn bao nhiêu câu? Còn 3 câu thôi. Nhanh lên nào, dễ thôi mà cô, cái bài này cô chỉ cho làm lại y chang cái gì cô đã dạy thôi. Nào làm nhanh rồi mình chuyển đến bài khác nào. Rồi Ngọc đợi bạn một xíu nha con. Con xong rồi cô. Rồi, ok, mình đến bài tiếp ha. Đây. Ba câu cuối, câu 8, câu 9, câu 10, dễ lắm. Có hai câu 8, câu 9 là cô highlight đỏ lên là sao, là trường hợp đặc biệt đó nha. Xem hai bạn có nhớ không nha. Rồi, làm nốt cho cô ba câu này đi nào. Xong thì bảo cô nha. Cô có 10 không phải trường hợp đặc biệt không cô? Không con, cô 10 là bình thường mà, không phải trường hợp đặc biệt nha. Còn nhớ cách đọc không? Hay lại quên? Rồi hai bạn có nhớ cái nào cô 10 không? Cô đọc lại một lần nữa cho hai bạn làm bài nhá. Ok, câu số 10 sẽ đọc là quiet. Nhớ chưa nào? Quiet. Đây. Rồi. Quiet. Ok, rồi làm tiếp cho cô nhá. Làm nốt đi.
À, hai bạn đã xong chưa nào? Ngọc với Quỳnh xong chưa? Xong rồi cô. Ok, Ngọc xong chưa con? Con chưa ạ. Ok, vậy mình đợi bạn Ngọc thêm một tí nữa nha. Khi nào Ngọc xong Ngọc bảo cô ha. À, Ngọc ơi, con xong chưa nhở? Con xong xong ạ. Ok. Con xong rồi ạ. Ok, mình sẽ tiếp tục bài tiếp theo ha. Rồi. Một xíu. Đây. Rồi, làm cho cô bài này ha. Hai con có nhìn thấy rõ không? Hai bạn có nhìn thấy rõ không? Có ạ. Ừ, Chào con. ok, vậy làm tiếp cô 10 câu này ha. Khi nào xong lại bảo cô.
Cô làm xong rồi cô. Ai ai nói nhở? Quỳnh hả? Vâng. Con xong rồi hả? Con Vâng xong rồi cô. hả Quỳnh? Vâng. Ok. Ngọc xong chưa con? Cho bạn Ngọc đang làm đấy, mình đợi bạn Ngọc thêm một xíu ha. Đợi nó. Dạ cô. Ngọc xong chưa con? Ngọc ơi. Ngọc xong 10 câu này chưa nhở? Trả lời cô nào. Ok, nếu mà cô hỏi con trả lời nhanh ha. Ok, vậy thì cho Ngọc thêm thời gian làm bài ha.
Ngọc ơi, con xong chưa? Con chưa à? Ok, con làm bánh cơm mấy rồi? Con làm những câu sáu rồi ạ. Ừ, ok. Con chỉ cần viết câu trả lời thôi ha, con không cần viết lại cả câu đâu ha. Con xong rồi đúng không? Vâng. Ngọc cũng xong rồi đúng không? Con chưa. À chưa hả? Ok. Mình cố gắng làm nhanh nha Ngọc nha.
xong gọi rồi bạn em à. Mình đang đợi Ngọc á. Ngọc xong chưa con? Nào là nhập, làm nhanh cho cô nào, mình kiểm tra mà Ngọc. Nên mình phải làm nhanh đúng không? Con xong chưa Ngọc ơi? Ngọc ơi con xong chưa nào, trả lời cô nào. Ăn chưa cô? Sao con làm chậm thế? Con sắp xong rồi cô. Làm nhanh cho cô nha. Mình chỉ viết đáp án thôi mà, nhanh mà. Cái này cô đã ôn tập nhiều lần rồi mà. Ok, rồi mình được đến bài tiếp theo ha. Ngọc làm nhanh giúp cô nha, mình kiểm tra ấy, nên là hai bạn phải làm xong chung, chung lúc với nhau được chưa nào? Rồi. Ok, mình làm đến bài này. Mình sẽ viết câu làm sao mà cho giống với câu ở trên. Bài này thì chắc là sẽ hơi mất thời gian một tí nên cô sẽ để thời gian lâu hơn một tí. Rồi hai bạn làm cho cô ha. Đầu tiên là làm trước 4 câu đã. Bài này là viết làm sao mà mình dùng cái từ trong ngoặc nhưng mà nó sẽ không đổi ý nghĩa câu ở trên. Được chưa nào? Bây giờ cô làm ví dụ cho câu đầu tiên này nha. Câu số 1 này. His old house is smaller than his new one. Có nghĩa là sao? Cái nhà cũ của anh ấy nhỏ hơn cái nhà mới của anh ấy, đúng không nào? Thế thì bây giờ cái từ trong ngoặc là gì? Là lớn hơn. Vậy thì bây giờ nhà cũ nó nhỏ hơn nhà mới của anh ấy. Thế thì cái nhà nào sẽ lớn hơn nhà nào? Từ Nhà Ngọc mở thử nói cho cô xem nào. nhà cũ sẽ nhỏ hơn nhà mới của anh ấy. Nhà mới Nhà cũ sẽ nhỏ hơn nhà mới nhưng mà cô đang hỏi là cái từ lớn hơn này nè, thì bây giờ nhà nào sẽ lớn hơn nhà nào? nhà mới sẽ nhà cũ ạ. Đúng rồi, nhà mới sẽ lớn hơn nhà cũ đúng không nào? Vì câu ở trên nó nói là nhà cũ thì nhỏ hơn nhà mới. Nhưng mà từ trong ngoặc lại là lớn hơn thì mình phải tìm xem nhà nào lớn hơn nhà nào đúng không? Thì chắc chắn nhà cũ nhỏ hơn nhà mới thì nhà mới phải lớn hơn nhà cũ đúng không nào? Câu này mình sẽ viết là His new New house house is, is đúng big rồi, is bigger than his than old house. Đúng không nào? Các con hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ mình, các con hiểu câu này chưa nhỉ? Rồi cô. Ừ, ok, vậy mình sẽ làm câu câu 2 này, câu 5 cho cô nha. Làm trước câu 2 và câu 5 trước cho cô đi. Rồi. Cô cho hai bạn 15 phút nha để làm bốn câu này nha, rất là dễ thôi, 15 phút là quá dài luôn đấy nên là cố gắng làm xong trước 15 phút nha.
là xong rồi. Con xong rồi. Là xong rồi. Trước kia không thể nào có thời gian dựng được. Cô ơi, con xong rồi. Đấy bà. Cô ơi. Con đang muốn vào bà chơi, bà đang muốn đánh con. Cô ơi. Cô. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Cô ơi. Coi. Mãi đi.
Hai bạn xong chưa nhở? Xong rồi cô. Đưa đây. Ok, Quỳnh xong rồi. Ngọc xong chưa Ngọc? Ngọc xong chưa Ngọc ơi? Ngọc xong chưa nhở? Nào Ngọc trả lời cô nào, Ngọc xong chưa? Ừ? Cô trả lời cô nào? Hai lần xong rồi ạ. Okay.
Trả lời to rõ cho cô chứ cô không nghe thấy. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm đến câu 6, câu 7, câu 8, câu 9 nha. Thôi, để làm mấy câu này luôn. Để hẳn. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 6, 7, 8, 9, 10 luôn, làm cho cô 5 câu này luôn. Làm nhanh cho cô nha. Mình kiểm tra chứ không phải làm bài bình thường đâu. Nên là phải làm nhanh nha. Chỉ cần viết đáp án thôi. Không cần viết lại đề cho cô đâu. Xong rồi cơ. Hôm nay Quỳnh làm nhanh thế. Ok, Quỳnh xong rồi. Thế Ngọc xong chưa? Cô cho Ngọc thêm 5 phút nữa nhá. Con làm xong rồi ạ. Ok luôn. Quá nhanh luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ... Ok, bài này dễ lắm. Mình chỉ cần làm mấy câu này thôi. Điền từ cho cô thôi. Đâu nhỉ? Bây giờ làm trước cho cô hai hàng này đi. Đây. Thấy bao nhiêu hàng thì làm bấy nhiêu cho cô. Đây, cột thứ nhất là so sánh hơn này. Cột thứ hai là so sánh nhất này. Ok. Rồi cứ điền vào cho cô y chang cái
bảng lúc nãy ở trên thôi, được chưa nào? Khi nào xong thì bảo cô Hà.
Có xong rồi cô. Ok, Quỳnh đã xong rồi. Ngọc xong chưa con? Xong chưa. Ok, vậy đợi bạn Ngọc thêm 5 phút nữa ha. Cho Ngọc thêm 5 phút nữa nha. Ngọc xong chưa con? Xong chưa. Ok. 5 phút rồi đó, nào, nhanh nào.
Ok. Ô. Ok. Ừ. Rồi đúng không? Rồi. Vậy đến đây mình cũng kiểm tra xong rồi, hôm nay cô chỉ cho kiểm tra đến đây thôi. Hai bạn đã làm, hai bạn làm ra giấy đúng không? Làm ra vở đúng không? Hai con chụp lại cho cô được không? Chụp lại xong gửi vào đây cho cô được không? Ủa? Cô đâu rồi? Có chứ, thằng An phải đánh suốt. Cô đâu rồi trời? Cô anh về vậy? Cô An quên hả? À, quên. Cô đâu rồi? Cô bị ao nó mất tiêu rồi. Ok, sorry hai bạn nha, cô bị out ra một chút. Rồi, bây giờ hai bạn làm trong vở đúng không? Hai bạn có thể chụp cho cô xong gửi vào đây được không? Quỳnh với Ngọc ơi. Không cô ơi, không được đâu. Chụp hình xong gửi vào đây cho cô á. Dưới qua đây chỉ lại không được với cô, con ở qua đây không có được. Hả? Con ở qua đây không có được. Tại sao con gửi lên không được? À ừ thì tất nhiên, ý cô là tí nữa thì con dùng điện thoại con chụp xong con gửi cho cô cũng được. À, vâng, cô. Sao sao Quỳnh, Quỳnh nói gì á? Vâng, cô. À ok. Rồi Ngọc, tí nữa Ngọc gửi cho cô được không? Ngọc ơi. Nào Ngọc mở mic trả lời cô nào. Dạ.
Tí nữa con chụp cho cô bài tập hồi nãy con làm, bài kiểm tra nãy con làm xong con gửi vào đây cho cô được không? Con không biết thì con Thì biết thì sao cô? con cứ chụp á, xong rồi con vào lại cái đoạn chat này xong con gửi cho cô thôi. Ừ. Con dùng bằng điện thoại á. Con đăng nhập bằng điện thoại xong con gửi cho cô được không nào? Ok. Tí nữa hai bạn nhớ gửi cho cô nha. Wow. Ok. Rồi, xong rồi đấy, hôm nay mình kiểm tra xong rồi đấy. Có thể là hôm sau mình sẽ học sách mới được chưa nào? Dạ Ok. Goodbye. vâng. Cô bạn đi.